Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Betis và câu lạc bộ Cadiz. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 28 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Và trận đấu này, các cầu thủ Betis sẽ tiếp đón Cadiz trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Betis sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Cadiz với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng hãy tăng một trái và hạ xuống còn 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần đối đầu gần nhất của Betis và Cadiz thì Betis đang bất bại trước Cadiz với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Năm trận thi đấu gần nhất của Betis thì Betis thắng 1, hòa 1 và thua 3. Năm trận thi đấu gần nhất của Cadiz thì Cadiz thắng 1, hòa 3 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn của chủ nhà Real Betis chấp 0,75 hoặc là 0,5. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở lần đối đầu này thì mình thấy là hiện tại Betis vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội khách Cadiz một bậc. Thứ hai là trận đấu này Real Betis có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì mặc dù là cả hai đội ở những lượt trận gần nhất thì đều đang có phong độ không tốt, hầu như để thua là nhiều. Tuy nhiên thì cái thành tích đối đầu của Betis trước Cadiz trên sân nhà thì mình thấy là Betis đang có cái hiệu suất rất là tốt. Và liên tiếp những lượt trận gần đây thì Betis họ do chạm trán với nhiều đội bóng đang có phong độ tốt cũng như là trên cơ khá nhiều, cho nên là để thất bại, mất điểm. Ở lượt trận này thì gặp một Cadiz cũng không quá mạnh và Cadiz thì hiện tại họ đang mất phong độ nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội rất là lớn để cho Cadiz có thể là tận dụng được điểm tựa sân nhà của mình và thực lực nhỉnh hơn một chút để đá bại được Cadiz. Và với cái mức kèo thế này thì chỉ cần mà Betis đá đúng thực lực của mình cộng với sự điểm tựa sân nhà thì chỉ cần thắng cách biệt một bàn trước Cadiz thôi thì chúng ta chọn của Betis, chúng ta đã thắng kèo rồi. Trận đấu này và đầu tưởng mình ưu tiên chọn của chủ nhà Betis chấp dưới 1 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì những lần mà hai đội gặp nhau trước đây thì mình thấy cũng không có nhiều thắng ghi. Với lại là hai đội đang mất phong độ mà hiệu suất ghi bàn thì nó cũng không tốt, nên nghĩ trận đấu này sẽ có từ hai bàn trở xuống mà thôi. Dự đoán sẽ là 1-0 nhưng mà cho Betis hoặc là nhiều lắm là 2-0. Và nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đá cửa xỉu 2,25 hoặc là 2,5 nha. Có thể là các bạn thấy Betis đang mất phong độ thì các bạn có thể là không tự tin vào Betis cho lắm thì các bạn hãy là ưu tiên đá cửa xỉu không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là một trái. Thì dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và thực lực nhỉnh hơn thì Betis họ sẽ có được một bàn dẫn trước, nhưng mà hiệp 1 để cho an toàn thì các bạn nên lựa Betis kèo đồng nha và đợi tài hạ cho một tiền vào nhẹ. Tất cả cho đó một chút kèo là chọn cửa Betis chấp dưới 1 và đá xỉu. Ở hiệp 1 thì lựa Betis kèo đồng, đợi tài hạ cho một tiền vào. Chúc anh em may mắn nha.